ngày 12 tháng 1, Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo nước này sẽ thực hiện các cuộc tấn công mới nhằm vào phiến quân Houthi ở Yemen nếu lực lượng này tiếp tục tấn công các tàu thuyền thương mại ở Biển Đỏ. Lời cảnh báo được đưa ra trong chuyến đi vận động tranh cử ở bang Pennsylvania của Tổng thống Biden. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rõ Mỹ sẽ đáp trả Houthi nếu họ còn tiếp tục các hành động thái quá. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nói ông không tin các cuộc không kích của Mỹ và Anh nhằm vào các tay súng Houthi đã gây ra bất kỳ thương vong nào cho người dân thường ở Yemen. Trước đó, một nguồn tin của Quốc phòng Mỹ cho biết nước này và Anh đã tiến hành các cuộc tấn công vào ngày 12 tháng 1 nhằm vào các địa điểm liên quan đến thiết bị bay không người lái, tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, các hệ thống giám sát trên không và radar ven biển của lực lượng Houthi ở Yemen. Người phát ngôn của Lầu Năm Góc, ông Patrick Ryder, được tờ Arab News của Ả Rập Xê Út dẫn lời vào ngày 12 tháng 1 nói rằng Mỹ đang theo dõi tiếp tình hình, nhưng hiện chưa có kế hoạch gửi thêm quân tới khu vực. Sau khi Washington và London tiến hành các cuộc tấn công vào lực lượng Houthi ở Yemen, Tổng thống Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi tất cả các bên không làm tình hình bất ổn ở Biển Đỏ leo thang. Ông Stephen Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Antonio Guterres nhấn mạnh, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tiếp tục kêu gọi tất cả các bên liên quan không làm tình hình leo thang hơn nữa vì hòa bình và ổn định ở Biển Đỏ và trong khu vực. Ngày 12 tháng 1, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE cũng đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về hậu quả của các cuộc tấn công vào tàu thuyền ở Biển Đỏ. UAE khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì an ninh trong khu vực và lợi ích của các quốc gia. Theo hãng tin Reuters, ngày 12 tháng 1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã ký một hiệp định an ninh song phương ở thủ đô Kiev. Thỏa thuận sẽ có hiệu lực cho đến khi Ukraine gia nhập NATO. Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky mô tả thỏa thuận an ninh với Anh là một thỏa thuận an ninh chưa từng có. Nhà lãnh đạo Ukraine bày tỏ sự vui mừng vì đã ký kết thỏa thuận an ninh đầu tiên với Vương quốc Anh. Đây là cơ sở để hợp tác với các đối tác khác. Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực cho đến khi Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Trước đó, theo thông báo của Văn phòng Thủ tướng Anh, trong khuôn khổ chuyến thăm Ukraine, Thủ tướng Rishi Sunak sẽ công bố tăng viện trợ quân sự cho Kiev trong năm tài chính 2024-2025 lên mức 2,5 tỷ bảng Anh, tương đương khoảng 3,2 tỷ đô la Mỹ, cao hơn 200 triệu bảng Anh so với khoản viện trợ mà Anh cung cấp cho Ukraine trong 2 năm qua. Theo hãng tin Tân Hoa Xã, 8 người đã thiệt mạng và 15 người mất tích sau vụ nổ xảy ra vào chiều 12 tháng 1 tại một mỏ than ở thành phố Bình Đình Sơn, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc. Vụ nổ xảy ra lúc 14 giờ 55 phút chiều 12 tháng 1 tại mỏ than của công ty khai thác than Bình Đình Sơn, Thiên An, Trung Quốc. Điều tra sơ bộ cho thấy nguyên nhân là do than và khí đốt phát nổ. Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp của thành phố Bình Đình Sơn thông báo, trong số 45 người bị mắc kẹt trong mỏ, có 8 người đã thiệt mạng và 15 người mất tích. Lực lượng cứu hộ đã liên lạc được với 22 người còn lại. Tổng cộng có 425 người đang làm việc dưới lòng đất khi vụ tai nạn xảy ra và có 380 người đã được đưa ra khỏi khu mỏ trên. Ngày 12 tháng 1, chính quyền tỉnh Ishikawa, Nhật Bản bắt đầu khởi công xây dựng nhà tạm cho những người bị mất nhà cửa do trận động đất mạnh xảy ra trong ngày đầu tiên của năm mới 2024. Chính quyền tỉnh Ishikawa của Nhật Bản có kế hoạch xây 115 ngôi nhà tạm ở thành phố Wajima và thành phố Suzu, hai địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất do trận động đất có độ lớn 7,6 vào ngày 1 tháng 1 vừa qua, và 60 ngôi nhà ở các thị trấn Noto và Anamizu lân cận trong thời gian khoảng một tháng. Theo đạo luật cứu trợ thiên tai của Nhật Bản, nạn nhân chịu ảnh hưởng thiên tai được hỗ trợ cung cấp chỗ ở miễn phí trong thời gian tối đa 2 năm hoặc cho đến khi họ tìm được nơi ở mới. Những người bị ảnh hưởng thiên tai có thể lựa chọn phương án thuê nhà ở với toàn bộ chi phí do chính quyền địa phương chi trả. Thủ tướng Nhật Bản ông Fumio Kishida cho biết chính phủ nước này sẵn sàng cung cấp khoảng 5.500 nhà ở cho thuê tại tỉnh Ishikawa và khoảng 17.000 nhà ở tại các tỉnh xung quanh cho những người bị mất nhà cửa do động đất.